cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Hà Nội thực hiện tuần tra theo kế hoạch cũng như kiểm tra đột xuất hoạt động vận tải trên đoạn sông Hồng kết nối Hà Nội Hưng Yên. Tại khu vực bến phà kết nối giữa huyện Thường Tín Hà Nội và Khoái Châu Văn Giang tỉnh Hưng Yên vào sáng ngày 22 tháng 10, các phương tiện và bến bãi hai bên bờ sông Hồng đều được tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2 phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra đột xuất về công tác đảm bảo an toàn, giấy phép hoạt động và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với từng lái phà. Bên cạnh công tác kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện có đảm bảo hoạt động vận tải hay không, lực lượng chức năng cũng thực hiện nhắc nhở người dân khi sử dụng phà để qua sông phải mặc áo phao dù quãng đường di chuyển không dài. Cùng với đó, tổ công tác cũng nhắc nhở, đôn đốc các bến phà duy trì trạng thái hoạt động, không tự ý dừng hoạt động vận tải sẽ khiến kết nối giao thông, đường thủy giữa Hà Nội và Hưng Yên bị ảnh hưởng. Được biết, người lái, thuyền viên, thuyền trưởng phải có đầy đủ bằng lái, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Các phương tiện phải được trang bị đủ phao, áo phao cứu sinh và thiết bị chỉ báo hoạt động ban đêm, thiết bị phòng cháy còn hạn sử dụng. Thiếu tá Lê Văn Hải, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra các phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy, cảng, bến thủy nội địa, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng trên các tuyến giao thông đường thủy một cách thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn. Đặc biệt, đẩy mạnh kiểm tra các trường hợp khai thác cát trái phép, phương tiện có gắn máy, thiết bị hút cát, sỏi, các trường hợp mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp. Kiểm soát về việc bảo vệ môi trường trong vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình, khai thác cát trên tuyến đường thủy nội địa. Các cựu thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 6 đến 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Nhóm bị cáo là chủ xe doanh nghiệp tài xế nhận mức án từ 2 năm, 3 tháng đến 5 năm tù. Ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra phán quyết đối với 55 bị cáo trong vụ án nhận và đưa hối lộ xảy ra tại đội thanh tra giao thông tỉnh. Các cựu thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 6 đến 20 năm tù về tội nhận hối lộ, trong đó bị cáo Lâm Hữu Chí, 43 tuổi, nhận mức án cao nhất là 20 năm tù, Trần Văn Dũng, 54 tuổi, 11 năm tù, Phạm Văn Dương, 47 tuổi, 10 năm tù, Trần Văn Minh, 58 tuổi, 9 năm tù, Võ Thanh Liêm, 45 tuổi, 8 năm tù, Trần Ngọc Huệ, 61 tuổi, 7 năm tù, Nguyễn Đức Tú, 49 tuổi, 6 năm tù. Đối với nhóm bị cáo là chủ xe, doanh nghiệp, tài xế nhận mức án từ 2 năm, 3 tháng tù đến 5 năm tù về tội đưa hối lộ, trong đó bị cáo Nguyễn Mạnh Cường chịu mức án cao nhất 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện dấu hiệu tội phạm đưa nhận hối lộ xảy ra tại các đội nghiệp vụ thanh tra giao thông. Các đội này luân phiên thay đổi địa bàn hoạt động trên 7 huyện, thị xã, thành phố, trừ huyện Côn Đảo với chu kỳ 2 tháng thay đổi một lần. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các thanh tra giao thông đã nhận tiền của nhiều cá nhân chủ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh để không hoặc ít kiểm tra xử phạt hành chính các lỗi vi phạm quy định về an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Trong đó, cơ quan điều tra xác định Lâm Hữu Chí là người nhận tiền nhiều nhất với hơn 5 tỷ đồng của 55 doanh nghiệp cá nhân. Cáo trạng cũng cáo buộc Trần Văn Dũng hối lộ tổng số tiền hơn 301 triệu đồng, Phạm Văn Dương nhận hơn 222 triệu đồng, Trần Văn Minh nhận hơn 183 triệu đồng, Võ Thanh Liêm nhận hơn 141 triệu đồng, Trần Ngọc Huệ nhận gần 125 triệu đồng và Nguyễn Đức Tú nhận hơn 40 triệu đồng. Trong vụ án này có 14 cá nhân chủ doanh nghiệp được cơ quan điều tra đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là những người đã có đơn tố giác tội phạm vì bị ép buộc chuyển tiền hối lộ hoặc đưa hối lộ do bị gợi ý và với số tiền nhỏ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng do Bùi Văn Cương sinh năm 1992 quê ở Hải Phòng cầm đầu.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ đầu năm 2024, Bùi Văn Cương cùng vợ là Trần Thị Thơm, sinh năm 1996 và đồng phạm, đã đến thành phố Thủ Dầu Một để hoạt động cho vay nặng lãi. Hình thức cho vay chủ yếu là trả góp với lãi suất từ 0,7% trên ngày và vay đúng với lãi suất từ 1% trên ngày, tương đương mức lãi suất từ 243% đến 365% trên năm. Các đối tượng đã cho nhiều người dân ở thành phố Thủ Dầu Một vay tiền với tổng lợi nhuận bất chính thu được lên tới khoảng 290 triệu đồng. Tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen tại Bình Dương đang có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê từ Công an, trong đợt cao điểm từ cuối năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, lực lượng chức năng triệt phá 9 vụ việc với 22 đối tượng liên quan, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Các hình thức cho vay rất đa dạng, từ cho vay tiền mặt với lãi suất cao đến những hành vi khủng bố tinh thần đe dọa người vay nợ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng của tín dụng đen tại Bình Dương là nhu cầu vay vốn của người dân, đặc biệt là lao động có thu nhập thấp, gặp khó khăn về tài chính. Nhiều người rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi không chỉ phải chịu lãi suất cao mà còn bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản khắc nghiệt. Thiếu hiểu biết về các hình thức cho vay và quy định pháp luật cũng là yếu tố khiến người dân dễ dàng bị lôi kéo bởi những lời chào mời hấp dẫn từ các đối tượng cho vay nặng lãi. Tín dụng đen không chỉ gây tổn hại đến kinh tế cá nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều vụ việc bạo lực, đe dọa, thậm chí là giết người xảy ra mâu thuẫn trong việc đòi nợ. Cuộc sống của nhiều gia đình bị xáo trộn, tâm lý lo lắng trong cộng đồng gia tăng. Hoạt động tín dụng đen gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý an ninh trật tự. Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng đẩy nhanh phổ biến thông tin, thủ đoạn và dấu hiệu nhận diện loại tội phạm này nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm, ngăn chặn tội phạm tín dụng đen từ gốc, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Cẩm Tú, sinh năm 1996, trú ở phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Khoảng tháng 7 năm 2023, Lê Cẩm Tú tổ chức hụi hụi cho nhiều hụi viên tham gia trên ứng dụng Zalo. Sau đó, Tú tạo nhiều nickname ảo, lấy tên nhiều người là hụi viên không có tên thực, không tham gia trên các dây hụi và nhập khống tên hụi viên vào danh sách hụi để hốt hụi. Bằng thủ đoạn trên, Tú đã chiếm đoạt tổng số tiền 619 triệu đồng của 35 hụi viên trong 5 dây hụi do Tú làm chủ. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, Tú tuyên bố vỡ hụi nên các hụi viên tố giác hành vi lừa đảo của Tú đến cơ quan cảnh sát điều tra công an xã Tân Châu. Đến ngày 8 tháng 10 năm 2024, Tú xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt hàng trăm triệu của hụi viên. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đến các cá nhân có liên quan đến Lê Cẩm Tú thì liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Đình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điều tra viên Phạm Công Lý, số điện thoại 0344 521 818 để được xem xét giải quyết.